cô kia đã từ chối rồi, mình bán hàng phải đứng vào đây chứ. Nào đứng vào, đứng vào các em đứng vào cạnh cô ấy nữa, cho nó cô à, đứng vào giữa đi, ngôi sao sáng giá nhất lên. Ôi giời, ngại lắm. Ngại gì, bán hàng nó phải tươi tỉnh. Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì anh em mình đang đưa dàn diễn viên đi mua đồ. Đấy, mua cho mỗi anh em bộ quần áo, mua tivi cho Hầu, mua xe đạp cho Hầu, mua tivi cho em Tảnh ở Đán Dầu. Em Tảnh bây giờ Đán Dầu thì đã đi ra ngoài đó chờ rồi, chờ ngoài điện máy xanh rồi. Đấy, còn đâu là anh em thì xong mua đồ thứ xong thì anh em có thể kiếm chỗ nào ăn uống tí ở ngoài thành phố nhá. Đây dàn diễn viên đây. Điếc chào đây, chào chào. Chào đây. Chào anh hả? Em chào anh. Điếc. Đấy, Trần là nha. Hôm nay Báo với cả Sùng là không có nhà, đi vắng. Đấy. Thế nên là Thắng không thể đón được. Báo với cả Sùng thì không biết đi đâu. Đi đâu nhờ Sự nhờ? Sùng với Sùng đi đâu? Báo lúc nãy đi làm bẩn thỉu, nó bảo là không thấy gì thì nó đang chưa thay quần áo xong nó không biết đi. Báo á? Vừa đi vừa về bẩn à? Vâng. Thế còn thằng Sùng? Sùng về nhà, đi vào nhà nó hai lần không thấy ở nhà. Rồi thế anh em bây giờ là mấy người nhà đằng sau mấy người? Và bốn sáu người, sáu người, sáu người, ok, sáu người nhá, của chị Kelly Trinh Nguyễn nhá, cho anh em ra phố giải ngố nhá. Đấy. Đấy, anh em mình ra đến thành phố rồi nhá, bây giờ thì sẽ đi mua tivi đầu tiên. Đây là khu trung tâm quảng trường nhá. Đây, quảng trường bên này. Tượng mắt. Đấy, ngắm đi, cứ ngắm đi, thoải mái đi. Có nhiều người đi lại không? Đấy, người đi lại đông không? Đông lắm. Xuống thế giới cái gì nhỉ? Điện máy xanh trước nhá. Ra lâu chưa? 40 phút rồi. 40 phút rồi à? Chờ tí. Đây mời anh em ở Lũng Cáng. Đợi tí anh lấy tivi của chị Trinh Nguyễn cho nhá. Chị ấy gửi cho xong anh đưa cho em 500.000 nữa. 500.000 nữa xong à mua tí bánh kẹo nữa cho trẻ con cầm về nhá, 6 đứa. Đi vào đi, vào trong này mấy anh em vào trong này đi. Ui giời đấy, pay hầu của anh kìa. Nhìn thấy chưa? Đây là anh này ở Lũng Cáng. Đi vào trong này đi mua tivi. Xong tí nữa đi mua xe đạp sau nhá. Xin chào, xin chào. Anh tìm mua hai cái tivi. Vâng, mình mua cả tivi cầm bao. Tivi lần trước cũng đã mua ở đây rồi. Cái loại khoảng 3 triệu, 3 triệu mỗi 3 triệu 2 đó. Đây đây đây, ui ui, dàn lực gì thấy đông chưa? Đi đâu mà đông thế? Đây, tải ngay vào vào đây. Còn không ạ? Ơi. Đâu ạ? Này ơi. Cái này nhá. Bảo lấy cho hai cái loại này anh ơi. Hai mẫu loại 3 triệu. Vâng ạ. Đây là cái này. Một chút để em kiểm tra hàng nhá. Vâng. Cho em Tảnh một cái này, cho Hầu một cái này. Sự có rồi phải không nhỉ? Vâng, có rồi. Nhà ông Vàng có rồi nhỉ? Nhà chưa? Chưa có tivi á? Tưởng có tivi rồi chứ. Chưa có một cái là tivi.
Dày cả. Dày. Lâu không xem. Còn không anh ơi? Mẫu này bây giờ bên em đã còn hàng rồi anh. Hết rồi à? Thế bây giờ còn cái loại nào nữa? Mẫu mà sang mức giá tầm 3-4 triệu thì em xem cho còn LG không ạ? Chết rồi, hết rồi. Thế hết rồi. Mà... hết thì... hết rồi. Đó, có. Còn không, còn không? Đây mẫu này còn đúng 2 cái luôn. Cái này là còn 2 cái à? 3,7 triệu à? Vâng ạ. 3,7 triệu mình thẻ của mình là được giảm đi 100 đấy, thì như ưu tiên một lần như vậy. Được rồi. Thôi bây giờ nó cao hơn tí cũng chấp nhận rồi. Giờ không còn cái loại 3 triệu ngày xưa nữa. Vâng. 3 triệu mốt cũng hết rồi đúng không? Vâng. Nhưng cái loại này nó rẻ nhất chưa? 3,7 triệu này. Mẫu này là rẻ nhất rồi đấy ạ. Vâng. Thế đây anh cho hai cái này cho em. Vâng. Mẫu này thì nó sẽ không có wifi rồi nhá. Không có wifi và bluetooth. Không có wifi và bluetooth à? Truyền hình mặt đất. Nó chỉ bắt truyền hình mặt đất thôi. À rồi ok, cũng được. Xong chảo nó bắt được đúng không? Xong chảo thật đấy. Thế đây chị lấy hộ em ra hai cái nữa. Vâng ạ. Vâng. Anh chờ em một chút nhé. Đây. Anh đưa luôn cho Tảnh tiền ở đây luôn, không tí nữa lại quên. 500.000 của chị Trinh Nguyễn nhá. À. Chị gửi cho em. Đây là hết cái loại 3,1 triệu, 3,2 triệu ngày xưa nhá chị Trinh nhá. Đấy là bây giờ 3,790 triệu coi như là 3,8 triệu rồi, đúng không? Đây đây đây. Đây đây, đứng cạnh chị này, đấy. Đấy. Mấy anh em đứng cạnh đi, chị chân dài điếc đứng vào, Tảnh đứng vào. Đấy. Để chụp đấy. Hay cái đứng nghiêm như chào cờ đây. Rồi, ok. hỏi nó thích lấy vợ không? Không biết con nhà chúng mình nó lo hả? 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 Sợ. Sợ. Hả? Về đến nhà nó mà thế ngủ với bà bên này mình ngủ với kiến nó thôi khi nó còn sợ thế mà. Ấy, tivi à? Ấy. Tivi à? Ừ. Chào tí lại ra một cửa hàng khác. Đấy. Lấy cái hỗ trợ tớ mà. Vâng, vâng, ok. Tảnh về có biết đấu không? Nhờ người đấu nhá. À. Loại này như kiểu mỏng hơn cái loại kia nhờ. Vâng. Nó đắt hơn, nó mỏng hơn. Hầu ra đây không dám nói gì nữa luôn. Hầu sợ luôn. Ở nhà nói cả ngày luôn. Ý, tim đập phình phịch. Tim đừng có mà dừng lại nhá. Vâng Phan ơi, em chạy sang bên kia lấy hộ anh 200.000 tiền bánh kẹo để treo vào xe anh Tảnh cho con anh Tảnh. 200.000 cho bánh kẹo ấy. Sao Tảnh không rủ thêm một người nữa ngồi sau cầm cho dễ? Hả? Đi trồng ngô hết à? Anh ơi, tư vi của mình lên bàn rồi nhá.
À rồi ok. Ờ rồi rồi. Thế cái đấy bạn đút vào để cho bạn này bạn cầm về luôn. Cả hai cái đều lên rồi ạ. À? À đây là cái thứ nhất, cái thứ hai. Dạ vâng ạ. Đẹp không? Bây giờ bảo là cái quả hậu, cái quả vừa không đẹp mấy rồi, nó tiếc không đẹp rồi, cái quả nó mới đẹp rồi. Đi luôn, đi luôn. Nó bảo cái của nó đẹp hơn. Nó bảo cái nó đẹp hơn nè. Cái của nó mới cả nó đẹp hơn. Cái điếc không đẹp bằng à? Đội này có phát sóng nói chuyện được với nhau không? Được mà. Được không? Ừ. Nói chuyện luôn nào? Như nhau luôn à? Ừ. Y giả luôn đấy. Y giả. Ừ. Còn nói chuyện được hai anh này không? Y giả. Nói chuyện với anh này không? Tức là cũng nói được cùng anh này được không? Cái này xịn sò hơn thật đấy. Mỏng hơn. Đây nhá Tảnh ơi, cái này thử rồi nhá. À, của em vừa cái để cho Phan Phan con lấy bánh về đây xong em đi về trước. Xong đường nó xa đi xe máy. Cứ ra bàn thanh toán luôn kia nhá. Bê ra đi, anh thanh toán. Em gửi tiền. Anh cho em xin số điện thoại với cả. 0834 335 335. Chết rồi, vứt ngoài xe kia rồi. Để lấy cái mã kia mới ấy được phải không? Giảm giá gì đó. Bây giờ qua Tết lại hết rồi. Cái này nó tùy ngành. Nhưng mà là anh mua là cứ giảm 100.000 thôi. Cái đấy nó là tùy gì cả. Thế à? Vâng. Tùy đợt. Mình tự mang về đúng không anh? Đúng rồi. Phát này không được giảm gì nữa à? Vâng. Tưởng mình là khách hàng thân quen gì đó. Vâng. Hả? À, anh cho em xin số điện thoại ạ. 0834 335 335. Anh Thắng đúng không ạ? Vâng. Hay là năm ngoái là thân quen, năm nay là mới lại không quen nữa. Cái đấy nó tùy theo tình huống lại anh em. À. Cả hai tivi của mình thì đều được bảo hành trong vòng 3 năm anh nhé. 3 năm ạ? À? Vâng. Như nào nữa? Ví dụ như là tivi của mình có bị lỗi gì trong vòng 3 năm đấy thì bên em sẽ lên tận nhà mình để kiểm tra cho anh. Rồi, bây giờ cái đấy thì biết rồi. Vâng. Bây giờ là bao tiền có được giảm gì không? Lên đơn mới viết được, lên hóa đơn mới viết được anh ạ. Tổng của mình là 7.580.000 anh nhé. À, được giảm anh ạ. Được giảm 185.000, anh có mang số 335 ở đây không ạ? Không mang. Không mang anh. Ừ. Không mang là không được giảm à? Vâng. Lý do tại sao? Phải mang số điện thoại, phải có con mã gửi về ạ. Thế à? Chán nhỉ? Có nghĩa là không có mã đấy là không làm chứng không được giảm, là không là có cái gì bằng chứng là ông Nguyễn Tất Thắng phải không? Vâng ạ. Nên đợi tí thằng kia nó về nó mở cái ô tô kia ra thì lấy được cái mã đấy. À vâng. Tại vì cái, thì... cái điện thoại giờ đang nhốt ở đấy rồi. Vâng. Bây giờ bạn đếm chỗ này của mình xem bao tiền đấy. Bảy triệu. 7 triệu bây giờ là thiếu bao nhiêu nữa? Nếu mà được giảm 185.000 kia là còn thiếu 395.000 ạ. 395 ạ. Vâng. 200 này.
300 này, 400 này. Giờ coi đợi tí, xe có cái mã đấy luôn. Vâng. Ờ rồi ok. Rồi đi về đi, bây giờ buộc bánh kẹo cái thứ đồ đấy nhá. Tiền cầm chắc rồi nhá, đi cẩn thận nhá. Cái này có chảo đâu nhỉ? Bây giờ đợi tí đi mua chảo không? Anh thanh toán này không? Xong phát không? Bây giờ em đi theo xe này nhá. Đi theo xe này xong để lên xem có chảo không thì mua cho em chảo nữa nhá. Lên hết xe chưa? Đâu TV đâu? Đây thẻ bảo hành đây, khuyến mại đây, của Hầu đấy. Giữ lấy, bảo đút lấy, cất lấy. Hôm nào đi mua đồng hồ thời trang là cầm đi. À bây giờ đi lên đây, đi vào cái đường 20 tháng 8 này nhá. Chiến chảo đấy à. Đây cho xe đây, để đây, để gọn bên này. Xuống em, mấy anh em kia xuống em. Ẩn nấp ở khu vực đấy. Đấy đấy, cho xe vào vị trí ẩn nấp đi, khu vực đấy. Đỡ mất đồ. Đúng rồi, đeo khẩu trang vào, cẩn thận vào. Đấy. Quay Hầu vào đây. Đấy. Nhìn đi ra phố này, ai bảo nó lơ ngơ. Nó lại còn đi dạy khôn mình ấy. Đây vào đây, vào đây để lấy chảo. Hai chảo. Biết là thế này đâu. Đấy vào trong này. Đấy, đây có chảo rồi. Ui giời, đông lắm, hôm nay cho đi ra. Đếm người bao nhiêu bộ? Hai bộ. Hai bộ à? Vâng. Nếp vốn đi nào. Nếp vốn đi đi. Đấy, soi đâu ấy, soi đâu ấy. Bọn này hết phê thì nó hả? Nế. Đâu, chỉ nào, chỉ đâu. Chỉ đâu. Tất cả đứng đây chụp ảnh à. Đứng đây. Cam đâu, không phải ở bên cam đâu nhỉ? Cam đâu ấy? Cam mặt cam ở đâu? Cam nữa ở bên kia. Cam đây này, đây này, phải không? Hả? Đây quả cam nào? Hả? Cam đây này. Cái cam cái mắt cam của cái này ở đâu? Chắc đây này. Chắc đây này. Cái phách mắt to này là cái nào đấy? Ở đâu ạ? Đấy, đang soi ở chỗ kia kìa. Cái xà kìa. Ờ đây. Ra đấy làm sao nhìn được trên màn hình. Bọn này á. Thằng quay cho nó khác lên TV. Đây. Hai con dây hai bộ này. Vâng. Đủ rồi đấy ạ. Vâng. Đâu anh em bê ra xe đi. Còn lại để lại anh Thắng thanh toán là được rồi. Rồi cho anh Tảnh bê ra của Tảnh đi. Anh em buộc hộ Tảnh lên đi. Còn mấy anh em này đi xe ô tô rồi để được thoải mái. Hầu đây hai cái đầu. Từ từ dây nhá, dây chia đôi ra nhá. Đầu nhá. Mỗi một đầu một dây, một bộ dây. Này em ơi. Về có thể là phải chuyển lại nhá Thắng này. Vâng. Đây này. Chuyển cái ốc này, tháo ốc này ra, chuyển vào cái lỗ này nhá. Vâng. Chuyển cái này ấy. Tảnh nhìn đấy nhá. Chuyển cái ốc này này, vào cái lỗ dưới này nhá. Đây nhá, này dưới chuyển nhá. Ốc này xuống hàng này. Vặn hết ra này, sau là chuyển ốc này vào cái lỗ này này, đây này. Vâng. Hai cái này vào hai cái lỗ trong. Cái chỗ này ấy là chuyển vào cái chỗ rãnh dưới này. Thì đẩy đi nó sẽ dễ hơn đấy. Nhá. Cứ chỉnh xem nếu mà cái chỗ nó góc này mà được thì mình không phải chuyển xuống dưới nữa. Ba tiền nhờ chú Chiến nhỉ? 1.4 triệu. Đây cháu gửi. Rồi cảm ơn. Đâu của Pay Hầu bê ra đi. Lại nhà mới nè. Nhà mới. Rồi cháu cảm ơn. Rồi Thu Vinh bây giờ đi mua quần áo. Đấy. Còn cái gì nữa? Còn gì nữa? Đâu ấy? Cháu xin cái.
cho nó cái tải nó đựng đấy. Nó đi về tận Đán Dầu cơ. Mấy anh em này có ô tô đi rồi, còn mấy này có mỗi xe máy chưa đi. Rồi cảm ơn chú nhá, chào chú nhá. Đấy. Đoàn quân ghê không? Đấy, mạnh chưa? Mạnh căng luôn. Rất uy tín đấy, toàn đội uy tín. Cẩn thận xước xe của anh Phang Phang. Đấy. Úi dồi, úp thế kia, cái kia thì lưỡi cày kia thì thôi đi luôn đấy. Đấy, tổng hai chảo là 1.400.000, mấy cả hai tivi là 7.100.000. À đâu, 7.390.000. Buộc gọn vào. Sắp tối rồi đấy. Bây giờ đi mua quần áo cho anh em mình ăn nhá. Ăn gì được? Mén mén rau dưa nhá. Đây này, cửa hàng to nhất Hà Giang luôn, quần áo. Đi vào đấy cho anh. Mua cho quần áo. Đây là khu trung tâm nhá. Đi từ đây ra kia một cái nữa thôi là ui giời, ông này đi xe. Lao động chính đấy. Cẩn thận. Đấy. Cửa hàng quần áo đây, shop quần áo đây. Nào, vào đây. Úi giời. Đẹp chưa? Tuyệt vọng luôn. Nào, đi vào xuống đi. Đi vào đây. Ồ, ê, tấn công vào. Đây, đường ngay. Đây, vào đây. Ơ đâu, mấy anh kia mắc kẹt ở đây kìa. Đấy. Vào đây chọn đây. Đây nhanh, vào đây. Ui giời ơi. Đấy, rất nhiều quần áo. Đấy, chọn đây. Chọn thoải mái này. Đấy. Đấy, anh em thợ xây nữa vào đây, chọn đây. Ui giời ơi. Quần áo đẹp tuyệt vọng luôn. Mỗi thằng một bộ. Mấy em chân dài là hướng dẫn cho các anh chọn quần áo hộ em gái. Ấy giời ơi. Đấy. Cứ theo các chị chân dài này nhá. Đấy. Hầu pay hầu vào chọn đi. Đấy. Rồi ôi. Rồi. Tiếc là báo với thằng không biết đếm tiền này. Tập trung không. Đây tư vấn cho Bình Anh một. Thôi không cần phải tư vấn đâu. Bọn nó thích chọn cái nào chọn đi. Màu áo bọn nó đừng chọn màu trắng là được. Đấy. Đâu? Cả bộ à? Phang luôn, làm luôn bộ đấy. Cho chọn các ông chọn bộ đi, chọn bộ luôn này cho nó dễ. Đúng không ạ? Chọn đi. Tí mặc vào trong này thử mặc xong đi ra hết ngoài này. Mùa này đang mát mà, mùa này đang chuẩn bị mùa hè rồi đúng không? Mặc quần đùi thái thì thay luôn ở giữa này có được không? Chọn đi, bay hầu chọn đi. Đẹp quá. Chọn đi và chọn đi. Đây, trong kia, anh thử trong này. Đây, vào trong này thử nhá, Đấy, chọn đi, chọn thoải mái đi. Chị này nhân viên bán hàng à? Ấy vào tư vấn cho các anh ấy, hộ em ăn. Hả? Tư vấn nhá rồi. Bao nhiêu người này, khách toàn khách VIP. Chọn chưa? Chọn đẹp đây, hầu chọn đây, bay hầu ấy. Kia mày chọn áo đen cho hầu kìa. Không, từ nhìn nó hầm hố tí, nhìn đây này.
tia tia lửa điện ra đấy. Đấy, hổ hổ báo cáo trồn đấy. Cái này em lấy xe bé cho. Ờ à, đây. Đấy. Mặc. Ôi, con này nhá. Hổ nhá. Ờ đấy. Nào. Ờ tay nào. Bộ này, bộ này anh này mặc được rồi. Bộ nào? Bộ này. Cởi ra. Hầu này chọn cái à thằng này chọn cái áo như ông già này, tím đen thế này. Áo này xấu xấu, chọn cái nhìn nó trẻ trung ra. Cho chúng mày nhìn nó trẻ khỏe. Đây, áo này đẹp này. Đấy. Áo là cái này nhá. Ờ được được, nhưng mà ông có một áo màu xanh xanh rồi này. Đây. Ai chọn được rồi nhỉ? Ai chọn kia vào vào trong kia thử tiếp đi. Đi vào trong này thử hết đi, mặc cởi ra đây. Mày kéo rèm kín vào cho thằng Hầu nào. Ở thành quách được kìa. Ôi. Kéo, kéo kín vào cho nó. Nhưng trong đây mặc quần đùi thái dài đây rồi. Đây có cái quần. Điếc chọn cái nào? Rồi thằng Điếc cái từ ngay giờ. Cái nào? Đây anh chọn cho mày cái này nhá. Đẹp cho em hả không? Thay đi. Vậy thay, thay ra ngoài. Tụt quần ra. Thay ra. Đấy, trụng vào chuồng Hầu giờ. Đây, anh thử. Không, thử đây, phải thử để tí nữa còn chụp ảnh lia lịa đấy. Kia kìa, ra ngoài cùng kia. Đấy, cho phèng phèng kéo ấy rồi. Đấy, đấy, thay quần áo đây. Đấy. Chẩn ra chuồng ngoài cùng kia. Chẩn vào chung với Hầu nhá. Không, ra ngoài cùng kia còn một ô nữa. Đây bảo có cả một ô nữa kìa anh ạ. Bật sáng lên. Ở trong này có cái quần như của Hầu trước mua mùa bộ kìa. Đâu quần nào? Quần nó bó rồi, chân lên đây. Quần quần bó quần côn này á, đây á. Đây á. Thể loại này á. Đây á. Không có cái đấy. Không có cái loại bó bó đấy. Đây á, loại này á. Không, loại này đừng mặc nỉ nỉ này, mặc nóng lắm. Ờ, đây ông chơi được rồi. Ông mặc cái áo này áo áo lẻ à? Ừ, ông không không, quần nỉ đấy mùa đông. Không 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 không, không mặc vậy đâu. Đây, ông mặc cái này đi. Ờ thử vào thử nào. Sai bao nhiêu, mặc bao nhiêu? Không phải thử thử chứ. Thử đi. Thử thử đây được rồi. Đang phun phòng rồi, đợi tí. Cái cút vào thử đây được. Xong chưa? Mặc hết vào đi, mặc hết vào xong. Mặc vào xong rồi ra đây nhá. Từ từ sẽ ra từ ô 1. Ôi giời. Bây giờ đấu biết Hầu ở phòng nào ấy. Chỉ cần phát là thử vào cổ phát là vừa luôn ạ. Không, thử cái ông phải mặc vào đi cho đảm bảo. Quần áo không thấy được đâu. Đấy đấy, mặc thử vào cổ là vừa mà. Vừa chưa? Vừa mà. Đây. Ừ. Thì vừa kíp vào đây là vừa luôn. Quần. Ê, được rồi. Mặc áo vào thử áo xem mà. Nhìn cái áo của ông nhìn đấy lắm. Rồi cho điếc ra đi để cho sự vào thay quần áo. Sự chân ra đây nào. Ui dồi ôi đấy. Ôi giời ơi. Nhìn như diễn viên điện. Ra đây ui dồi ôi. Ra nào ui dồi ôi đấy. Nhìn như ngôi sao điện ảnh Hollywood. Đấy đẹp chưa. Đúng chưa. Đấy chưa. Ui giời đẹp, quá đẹp luôn. Rồi 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 rồi. Nào. Ui rồi. Rồi từ từ áng để cho sự mặc xong cái anh em mình chụp ảnh mấy các cô gái gái nhá. Rồi rồi. Rồi ngồi hết đây. Ai thích thích em này không? Thích em mày. Hả? Đấy đấy. Đấy, 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 đấy. 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 Chưa chưa có, chưa có vợ đúng không? Chưa chưa vợ. Ui ui. À đây là các cô. Ôi giời. Rồi rồi. Thấy trai đẹp. Sự này lộ hết cả hàng rồi, chết dở. Cứ thấy dàn trai đẹp diễn viên điện tử của Thắng rồi. Các anh ở đâu đi làm cái hè ở đâu đấy? Các anh này là ngôi sao điện ảnh đến từ Lũng Cáng. Có biết không? Không biết à? Ui ôi. Nổi tiếng lắm.
nổi lanh bành luôn. Nổi lanh bành luôn. Đó. Anh này nhá, ngôi sao hạng A. Đấy. Anh này nhá, hạng B. Đấy. Anh này hạng B cộng. Đấy. Hai anh này là C, thằng kia là C trừ. Đấy. Nổi tiếng lắm. Em là đứng ở đấy là sau đêm nay là em cũng nổi lành bành rồi đấy. Đây, Hầu, đây đứng dậy. Đây hạng A đây, đứng dậy. Ui. Đấy, đứng dậy. Ui. Xem áo con hổ xem nào, đứng dậy để xem. Sao sao ấy? Đấy, mát chưa? Đẹp chưa? Nhìn về đây. Ui giời, đấy. Giời ơi. Tí nữa phải xem giá chứ, phải cộng giá em đủ tiền đúng không chứ? Đâu sự đâu, tí to quá, mình lo hết cả ra rồi. Được chưa, vừa chưa? Được rồi, bây giờ đứng vào đây chụp ảnh với cô áo vàng cái. Nào đứng vào, cô, em áo vàng ơi. Ui rồi, em này sao vừa ngay sự tay quần áo mà ở đâu ra đường đấy. À, ừ, trong cái nhà. Ngây ngô. Ờ đấy, cho cửa hàng này mấy chị cửa hàng cho em xin một kiểu ảnh với. Ờ. Ừ, rồi cửa hàng. Đây này đứng ở chỗ này này, chị cho xin kiểu ảnh với. Nào, bên hàng bán hàng bên này à? Còn chị kia là chị ở đây chị nữa, cho xin kiểu ảnh. Sao keo kiệt thế nhỉ, xin mỗi kiểu ảnh mà không được thế nhỉ. Anh về cái đâu này, anh chụp ra đây này. Đâu, đây, đúng rồi. Anh Thắng ra đây, ở đâu, tất cả mọi người đứng đây là được rồi. Để lấy hình ảnh gái, ui dồi, đẹp quá, ui dồi, đẹp, tuyệt vọng luôn. Nào, đứng, không ngại gì, đứng rồi, ui, bán hàng kiểu gì đấy, bán hàng, bán liền lúc hàng chục bộ quần áo này mà, rời ơi, bán, đứng vào đây, mấy cô kia đã từ chối rồi, mình bán hàng phải đứng vào đây chứ, nào, đứng rồi, các em đứng vào cạnh cô ấy nữa, cho nó, cô, đứng vào giữa đi, ngôi sao sáng giá nhất nên ai giời ơi giời ngại gì bán hàng nó phải tươi tỉnh nào ơi giời sướng nào sự ai nhìn về đây nào ông vàng đứng rồi ra nào ơi đứng im mất giời ơi đứng im nào đấy bán hàng nó phải thế nó chiều khách tí chứ rồi nào chưa đã chụp đâu nào 1 2 3 phang phang nhìn về đây nào cười lên cho vui cười hé hàm răng bị thết khẩu trang thế thì ai nhìn thấy cười rồi thôi rồi bây giờ thanh toán gái rồi thôi mặc luôn cắt ra cắt mang luôn nhá bây giờ chuyển luôn tí nữa mình đi ăn luôn đấy mặc luôn nhá à, ra đây em cắt cổ cho không kệ nó rồi đẹp hết đấy đẹp chưa đấy chưa rồi ôi toàn màu đen luôn thôi nhá em đi ra đây đi đâu cắt cổ à? Ra bây giờ đến giờ em các em cắt cổ nhá nào ui giời. Quần áo cũ cho chị cho mấy cái túi vào đây đúc hết quần áo cũ vào mặc quần áo mới lên người hả ừ đây không vớ vẩn hay là cứ đeo mác này để chỉ đi ăn luôn. mặc cho túi bóng cái cho thằng này nó đỡ đựng ấy mà phát em túi bóng đựng vào không mất đâu mà sợ. Đấy. Rồi, riêng chứ. Đấy, bây giờ. Đây cắt đêm kia vậy. Cảm ơn giống cắt vừa chưa sự? Vừa rồi đấy. Đúng rồi, cái cổ của ông lợi hại nhỉ. Quấn cái quần mà phát là vừa biết vừa ngay nhỉ. Người mà chỉ thử cái cổ này. À.
cho túi khác nhau không? Quần áo đúng rồi chưa? Một túi nhá. Anh ơi. Vâng. Xin nhé. Trần lấy quần áo chưa? Ôi, mày tương luôn bài. Nhìn như kiểu là ấy nhờ Kim Jong Un ấy. Chụp cái gì? À, vừa nghe người ta mời mãi không chụp thì bây giờ lại chụp nhỉ? Chụp để kế những cái bộ này tí em đỡ bị nhầm. Chụp gì? Chụp cả mặt nó đi, mặt nó đẹp trai thế kia, nửa thế giới biết nó đấy. Đẹp thật đấy. À. Nhìn tay hầu mặt đẹp thế nhỉ? Đấy, hầu mặc áo con hổ này. Con hổ đằng sau là con hổ. Biếc mặc áo con bướm này. Kia mặc áo nửa mặt người này. Rồi ôi. Này, HKT này, đấy. Này, sự này, đấy, D và M này. Đây nữa, áo này cũng mua đây mà. Đấy, N và L. Mà tí anh phải chặt tiền đó. Ơ thế á, ôi. Áo này okay, mua trước rồi. Được chưa? Ừ. Bây giờ là Hân Tâu Xia. Hai triệu 160.000 ạ. 2 triệu á? Bao nhiêu? 2.160.000 ạ. Đâu những cái đâu giá không? Như nào nhỉ? Bây giờ nó phải lại phải bộ cộng là 370.000 này. Hai bộ cộng đâu? Hai bộ cộng nào? Ba bộ cộng của lấy điện thoại ra cộng máy hộ anh vào nào. Ba bộ đấy là 370.000. Đâu? 370 nhân 2 đi chị. 2. Bộ ba bộ cộng là ông này này. Ba đây, thằng ấy gì? Là ba bộ đấy bao nhiêu tiền? Là 370.000 bộ. 370.000 nhân 3. Rồi. Cộng với hai bộ của anh hai kia. Hai bộ của anh này. 360.000. Chẩn mấy cả. 60. Mỗi bộ 360 nhé. Rồi tiếp. Cộng với một áo xanh của anh này là 150 và quần 180. Là bao nhiêu? 2.160.000. 2.160.000. Ai da. Mình cứ tưởng bộ này tầm độ 150 bộ thôi. Công nghệ ăn những cái chất này mà anh mặc. Mặc thôi thấy thế nào, cảm giác không? Mặc thế nào, trải nghiệm thế nào? Rất là êm luôn. Êm à? Coi em mặc không mấy nó lại quay lại nghề đấy, mua ủng hộ cho nghe em chứ nhá. Bán hàng thì muốn cười tí mà cũng không được. Rồi. Đây nào, 2 triệu bao nhiêu nhỉ? 2 triệu 160 ạ. 60 à? Anh trả cho em hết cả cái chỗ này à? Mấy đâu, nhiều quá. Đủ chưa? Rồi chỗ này bây giờ đi ăn nhá. Vâng. Chụp nhờ mỗi chưa chụp ảnh thôi mà còn không được. Dài vớ va vớ vẩn. Đâu được chưa? Anh này anh lại mặc cái kiểu thích thế. Diễn viên đấy, không phải đơn giản đâu. Ngôi sao hạng B cộng ấy. Nào đi về thôi, giải tán. Rồi rồi, Thu Bình. Ừ đấy, còn đi cắt tóc nữa cơ mà. Đấy, còn rồi rồi. Nào đi nhanh ra cắt tóc nhanh cắt. Ui giời, bây giờ mình nhớ ra đấy. Trong ngoài. Hỏi Hầu nó nhìn thế nào, chỉ cái nào. Cái gì lớp từ? Con trai à? Vâng. Con trai, đây, con trai luôn, đây. Hầu đấy nào nó nhìn đấy. Xe số đấy. Xe số à? Vâng. Xe số đừng cho nó đi, nó đéo biết đi đâu. Xe số. Còn xong thì về hẳn sợ không có người chữa đi, cho. Đi sửa cái to to vâng. Này có bao tiền? Cái đấy là 1.700.000 ạ. 1.700.000. Vâng. Cái nào ủa nó thích cái hầm hố thế á, số. Xe đấy xe số mấy triệu cơ. Ừ, mấy triệu thì thôi, mấy vâng. Triệu đắt mặc. Vâng. Đây này, cái này này. Đây. Ơi. Từ cái này sao? Từ cái đấy đúng rồi, từ cái có 3A này đến đây rồi. Cái kia mấy triệu à? Cái đấy là 1.700.000, 50.000. Không, 7, còn bên kia là mấy triệu? 3.2. À không, thế rồi thôi. Đây nào. Cái nào, Hầu, chỉ ở cái nào? Ờ à, xanh bê ra. Bê ra cho đi thử nào. Vâng, xe nhiều, vâng xe tốt lắm đấy. Vâng, xe thì kiểu thành phố này mới. Sợ nó đi được thành phố rồi không nhỉ? Sợ nó quài xăng. Ôi dồi ôi. Đánh bóng như kiểu quê thì chơi. Hay cho điếc đi hộ thử. Điếc cũng nghe tiếng xe đâu mà. Có còi không nghe thấy đâu. Ờ, cho Trần nào. Trần đeo Hầu nào. Ok.
đi ngược lên trên này đi nào. À đi đi xuôi, đi xuôi mới thuận dòng. Ờ. Chiều này đi. Nào, đi thử nào. Chân trống lên. Cho cái yên lên tí. Đẹp nhá. Vào thử ngồi nào. Chẩn đi cẩn thận nhá. Sợ không dám đèo. Thôi để cho thằng ấy đi cho. Mày không quen thành phố đâu. Phèng phèng lên ngồi nào, đi nào. Rồi. Đèo thử nào. Tốt đấy. Cái quần áo này ra phố giống về phố rồi. Đấy. Đấy, được, được, được. Cây luôn. Được rồi. Đi xe như lại hăn tàu xia 1 tỷ 7. Cho cháu mượn. Cho này. Cho lên nóc. Cái miếng 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 cắt tông. Có gì đâu. Oh, về cái này cho lên. Vâng, để cái bìa cắt tông này. Cho lên đây, không đi được về đâu. Nhá. Cho lên đây, buộc lên. Hả? Buộc lên. Lót bìa cắt tông à? Căng căng. Đi gọn vào trong này đi, đứng gọn đây, xe cộ nhiều lắm. Ờ, à, đấy, cái này. Mang dắt vào trong đây, dắt vào trong. Trần ơi, Trần. Lôi xe vào trong, đứng đây xe đâm vào cho giờ. Ông Vàng dắt cái xe Vision này lui lên tí. Đó. Đẹp luôn. Cẩn thận nhá, nhẹ nhàng thôi, từ từ. Mấy anh em vào không va vào xe kính. Từ từ lấy miếng nữa. Từ từ tí sốt xe. Bỏ ra đi. Bỏ ra đi. Đấy. Có dây co chưa Phèng Phèng? Nào đỡ vào cẩn thận. Quệt rồi. Nào. Còn nghe vào. Ok. Đấy. Buộc vào đây. Thế thôi à? Bây giờ cứ thế buộc vào thôi gì? Con gửi tiền bà với. Vâng ạ. 1 tỷ 7 phải không? Vâng ạ. 1 tỷ 7. Số tiền liên tục đây. Vâng. 1 triệu. Vâng. 1 tỷ rưỡi. Vâng. Bà có kéo bà ơi. Có đây ạ. Có kéo. Đẹp. 1.5 tỷ rồi phải không? Vâng ạ. 1.7 tỷ. Vâng. Đủ chưa bà? Đủ rồi ạ. Vâng. Tiền mới nhá. Vâng. Tiền mới luôn đấy. Vâng. Ai kia mua cho anh mặc áo con hổ kia. Vâng. Đấy. Anh về xa không ạ? Đi từ đây lên Lũng Cáng. Xả lo. Thế ạ. Tận cầu treo Lũng Cáng luôn. Bắt nắm mấy anh nhá. Tối lắm rồi thì về đấy. Thôi cho bà chạm đi. Đã buộc đâu mà xong rồi. Giời. Anh cũng buộc cả sao? Buộc cẩn thận vào. Bây giờ cắt tóc như này có kịp không chứ? Để hôm khác cắt á? Để hôm khác ạ. Ờ. Bây giờ muộn rồi. Bây giờ đi ăn thôi nhỉ? Đi ăn không về? Vâng. Hả?
tóc. Tóc về hôm khác nhỉ? Nhưng mà đã hẹn với thằng Hầu là bảo nó đi cắt tóc rồi. Không thì bây giờ cố thì cắt tạm cho thằng Hầu á. Vâng. Không, nó hôm nay đi tắm gội rồi mà. Vâng. Ờ, thật mà. Đúng rồi, nó tắm anh... từ trưa đấy. Ờ, xong anh em về cắt ở trên nhà sau nhá. Nó cho thằng Hầu nó cắt cho nó mãn nguyện. Tại vì nó đi... ấy rồi, nó đi... hôm nay nó đi gì nhỉ? Tắm gội rồi. Để gội đầu, để cắt tóc rồi. Hầu ngồi dưới này cơ mà. Đấy, để ông điếc xuống dưới được, cho điếc xuống dưới. Vàng đâu? À không vàng đâu. Sữa ơi, xong chưa? Còn buộc vào trên đấy thôi gì? Lốp. Ba ơi. Giả ba kéo. Kéo mà. Lên xe đi, lên xe đi. Vào vị trí ẩn nấp. Vào vị trí ẩn nấp đi. Anh vào xuống chưa? Xuống rồi, vào đi. Rồi cắt thằng Hầu trước đi, thằng Hầu ngồi vào không ghế đi. Có một người cắt thôi. Đây. Phèng ơi. Em đỗ xe vào đây xong rồi đưa một thằng nữa lên, hai ông lên qua cửa hàng trên kia. Rồi. Để ba ông ở đây lại đây. Ba ông lên xe kia. Phèng đưa ba ông đấy đi cắt chỗ kia. Ngoài kia nhiều như em không cắt được. Vâng. Thế ba người để lại đây được gì? Em không cắt được. Không, mấy người thế bên một người thì cắt được á? Đông chạy lên trên này, hai quán trên này cắt đi. Thôi thôi thôi. Đây là một bảo nhiều quá không cắt được. Hai người đây rồi. Ờ. À. Anh bảo này, nhả mỗi quán hai thằng nhá. Okay. Cho nhanh nhá. Okay. Rồi, vào đi. Tiền có đấy chưa? Đây rồi. À. Điếc lên xe. Để đấy hai đi. Để hai người đi chứ. Ngồi đấy đi. Không, nó vào chứ. Ơ, à, nó không vào à? Ngồi vào đấy đi. Hầu ở đây. Hầu mới điếc ở đây. Wow, không cắt luôn đấy. Sao? Không cắt nữa à? Sao không cắt? Đây, cắt hai người ở đây đi anh. Thôi được rồi, lên. Không cắt thôi. Ui, nhanh. Tối rồi nhanh. À, lên xe đi. Anh ấy lại không cắt nữa. Quán kiên huệ tóc to thế này mà giờ này họ chắc là bận rồi, tối rồi. Ơi. Cái kia. Bóp cái kia xuống. Lên. Thế bây giờ cố cắt vét cho thằng Hầu nhá. Vâng. Anh em thông cảm nhá. Vâng. Đấy họ có cắt rồi. Muộn rồi. Họ cũng cắt đi chứ. Mình phố lên đèn rồi. Đâu còn quán nào nữa không nhỉ? Cái này để đông rồi có thôi. Nếu mà họ bây quán này họ đang bận cắt ra này. Xem là nó đang bận cắt rồi em ơi. Có đông người không ấy, hỏi tiếp. Không, họ đang có khách em ơi. Lại chạy tiếp đi. Chạy dữ luôn thôi. Đi lên làm trên này. Nó xa tí nhưng sợ nó còn bằng. Bỏ khẩu trang ra. Thợ nhanh ạ. Đẹp trai. Nhất tỉnh. Đấy, nhìn đội này đẹp chưa? Đấy, toàn áo, quần áo rất là hầm hố, đẹp trai. Ui dồi, cắt như này quá nhanh rồi. Đấy, tốc độ rồi. Thế là cắt được mấy ông liền đúng rồi. Ui dồi, cắt đẹp lắm, ông này cắt nhất tỉnh ấy. Ôi giời, ông tin à? Đấy, nhìn này, đấy à. Như à? Múa mầm luôn, nhanh ngoan ngoắt. Thầy thiếu quân sự nên là mỗi mình. Thế 10, à? 10 phút cắt được bao nhiêu đầu? 10 phút á? Không, cắt theo kiểu công nghiệp đi. Thế cắt theo kiểu công nghiệp này à? Kiểu quen tay rồi, không muốn cắt xấu cũng không cắt được nhỉ? Đấy, 2, 4, 6 người này thì mất bao nhiêu phút anh? Tầm...
Khoảng 30 phút là nhanh nhất à? Ồ, 6:30, ok, 5 phút một đầu. Rồi bắt đầu bấm giờ. Anh cắt được mà cho nó cắt đầu anh được. Thằng áo lương cắt đầu. Rồi mấy thằng chúng mày cắt cái kiểu này. Không thì để đầu đây mai lấy nhá. Vội quá. Để đầu đây mai lấy nhá. Đấy, hầu được ưu tiên cắt đầu tiên. Thêm một đằng đằng nghe có một bạn phụ nữa phải không? Hai bạn, ba bạn thôi. Ồ thế. Nhưng mà anh nhưng mà hai nữ một nam, bạn kia học lên cao 3 hôm mới về. Thế à? Tôi học lên cao. Tiếc quá nhỉ. Đấy. Cái đồ còn xấu nữa không ấy, xử lý quá luôn ấy. Nguy hiểm luôn. Tất thật ba. Anh này yêu ghét rõ ràng á. Cắt tóc chưa vợ đâu ấy, thanh niên này ấy. Chưa một lần cầm tay nữa luôn. Đốn tim mái thì nữa là ok rồi. Nhất thợ này luôn. Rồi thợ này thì quá đỉnh luôn đấy. Thợ này làm rất nhiệt tình nên là phải đưa đi cắt tóc cắt tiếc, đưa ăn giải ngố giải ngoeo đấy. Đi cùng bọn này bây giờ mình còn khôn ra đây này. Cạnh nhà em trong kia cũng có một anh ở Nam Định luôn. Dạ. Đấy, chụp ảnh về cho mẹ nhìn xem nhá, đẹp chưa? Đấy. Trong gương thì kìa. Ừ. Rồi ôi. Nhìn như ca sĩ chưa? Đấy, còn đẹp hơn cả anh cắt tóc bên nơi đấy. Được rồi. Được chưa? Rồi, chuẩn vào vị trí ẩn nấp nhanh rồi, em rồi. Ừ. Giữ viên thứ hai. Ừ. Rồi, đấy 5 phút luôn. Nhưng mà phải khò cái bỏ khẩu trang ra, đấy. Bây giờ là đến lượt chuẩn hầu đeo khẩu trang vào. Cái cạo cái dầu ở giữa đi. Thôi kệ nó, cái dầu cho nó thích để kệ nó, đừng có cạo nó đi. Cạo ốm ấy. Ừ. Chết đòn. Rồi, ôi giời, quá đẹp luôn. Giời ơi. Nhá, ngon chưa? Sao lại bịt mõm? Có gì sai? Đeo khẩu trang vào. Chưa đến lượt cắt thì đeo khẩu trang vào. Rồi, đấy. Rồi, ngon nghẻ rồi. Đẹp chưa? Gật như bố bổ ấy. Thôi chuẩn vào vị trí này, thằng này nhuộm không cần nhuộm nhá, tóc vàng tự nhiên nhá. Đấy, rất là đẹp đấy, nhìn đẹp chưa? Đấy, nó đố không nhuộm được màu tóc như này đấy. Thưởng à. Đấy, một ông ngồi vào vị trí. Chả tí gãy lược á? Ôi trời. Lược dính đầu rồi. Đấy là lược thôi. Xi măng đang chẩn xem còn rũ ra đầu còn xi măng không. Thế mày lắm. Cả lần gãy công đời đứt đấy. Ôi tóc nó tóc vàng, tóc nó cứng hơn vào. Tóc đỡ có liệu có rũ gì được không đấy. Cứng quá bạn. Tóc cứng quá. Cứ nói thật đi. Bết. Bết quá. Anh Trần, bao ngày chưa gội đầu? Sắp được 29 ngày chưa đấy. Sắp được. Từ hôm xây nhà thằng Sán giờ phải không? Hả? Đấy mà nhìn hầu kìa, nó xây nhà nó bị sao đâu. Mời giời. Thằng Điếc này đi sơn này. Sáo thử bắt nào. Bỏ ra bỏ khẩu trang ra hút thử nào. Bỏ ra. Hít sáo nó làm sao hít sáo được. Này hút nè. Rồi làm như này. Đây. Đây đi không. Ấn tượng là bảo
Nhưng mà bảo không? Anh bảo đi, bảo. Cái trong cửa là không mở được rồi. Anh ra đây cô ở ba. Cứng quá, bết quá. Tóc vàng tự nhiên đấy, không ai có được đấy. Rồi xong rồi Trần thì cho điếc vào, điếc vào nhá. Xong điếc thì cho Sự vào, vào vị trí, chuẩn bị vào vị trí ẩn nấp. Không, anh như ai? Vâng. Ờ, được. Rồi. Rồi, ok, xong. Đấy, Trần đẹp trai. Đấy, nhất đổi thông rồi. Đấy, mai đi xây, không ai nhận ra mày là ấy nữa, Trần nữa rồi. Rồi, điếc vào. Ấy, mái tóc đen chưa? Đen luôn. Ôi, Tết không cắt đâu. Bữa nay Tết làm gì cắt tóc? Cứ phải Tết là cắt tóc đâu. Đấy. Đằng này là cắt trắng hai bên nhá, nó thích cái kiểu đấy. Bạn đốn trắng lên hai bên như mình này cho nó. Đấy, nó thích kiểu đấy. Hôm trước cắt cho nó cũng thích thế đấy. Nhìn khác luôn không? Khác luôn. Sao rồi luôn. Em không để ý là biết vừa đi. Ngồi kia, bây giờ cô đi ra ngoài nhá. Đấy, ngồi đấy đấy. À, cẩn thận đấy, vào vị trí nấp, ngồi vào trong đi Trần. À, vào trong ngồi đi. Ấy, watch select chưa? Điếc đẹp trai luôn đấy. Phát này mày ngôi sao đang hạng B cộng bây giờ lên A rồi này. Tương đương với cả hầu rồi đấy. Từ ngày em cắt tóc từ ngày anh cắt tóc đến giờ anh chưa gặp dàn diễn viên nào đẹp trai như dàn diễn viên này. Ông điếc, ông câm, ông cụt, ông các kiểu luôn. Diễn viên của đội em là quay lòng điếc. Mấy đứa bọn em mang đội đấy ra cắt tiếp. Anh cứ phải cắt đẹp mà. Rồi, đẹp rồi đấy, điếc đẹp đấy. Bây giờ chuẩn bị đến Sự vào vị trí ẩn nấp. Đẹp quá về vợ không nhận ra đúng không? Về tối vợ đẹp quá, về vợ đấy không cho ngủ cùng với nhá. Rồi, điếc đẹp trai rồi. Khác hẳn luôn rồi này, nhìn. Đấy. Cắt độ em như anh. Mày, nhìn ông thì một ông là đại bàng, một ông là chim sẻ đấy. Của ông Sự, mặt ông sự là giống mặt ông Sự giống mặt đấy, đẹp trai không? Này, cảm ơn cả anh này nữa này, cảm ơn anh cắt tóc nữa này. Đấy. Đấy, còn cắt chưa 100 công lực không? Cắt còn chưa hết 100 công lực đấy.
mới 70% thôi đấy. 5 phút một cái đầu. 5 phút thì nó chỉ được. Được thế thôi. 70% cũng được. Hả? Không cắt à? Tóc vừa mới cắt đúng không? Tóc vừa mới cắt à? Thế kia cắt không? Cắt luôn chứ? À, ừ, cắt luôn đi. Thế thì chỉ cắt ông sự này mới ấy, ông vàng cũng cắt rồi, cắt 5 người là được rồi. Đấy, người cuối cùng rồi. À, ông vàng không cắt được không? Bao tiền nhỉ bạn nhỉ? 5 người này. 5 hay 5 nhỉ? 250 à? Ừ. À. 250 tiền cắt tóc nhá, cho các quay hầu nhá, điếc nhá. Nào xem đưa hộ anh nhá. Rồi bây giờ đi ăn nhá, cắt tóc thế là xong. Ở đây. Anh quay vlog này là quay đâu? Để lại hình ảnh đáng nhớ tí thôi mà. Cho các anh em thợ xây. Không quay vlog thì em hiểu rồi. Không, không, vlog vlog gì cả. Thế thì em hiểu rồi. Không quay vlog là hiểu rồi. Không phải giải thích thêm nhiều. Ừ. Đẹp chưa? Lâng cao tay nghề để mấy em được đón dàn viện viên mới. Có mới nữa ạ? Ừ. Nhiều luôn. Hết 30 phút không anh? 30 phút, tròn 30 phút, 5 người. Này 5, 6, 30. Đẹp chưa? Ừ, đẹp. Ừ. Thôi vàng không cắt. Rồi chị. Rồi chào nhá. Rồi ok. Vào xem Nguyễn Tất Thắng để quảng cáo cho cửa hàng tí nhá. Rồi, chào đây. Rồi.